Ngày 9 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Long An đã di lý nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1997, ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Nghi phạm Tâm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tâm thừa nhận đã là nghi phạm sát hại chị P, sinh năm 1993, nhân viên quán cà phê tại quán cà phê ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tâm khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Vào trưa ngày 6 tháng 1, Tâm đến quán cà phê thì thấy chị P tại quán nên dùng dao sát hại nữ nhân viên này rồi cướp xe máy SH tẩu thoát. Tâm điều khiển xe chạy đến địa phận ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vứt xe định trốn sang Campuchia nhưng nghe được cảnh sát đang truy bắt mình nên hắn lẩn vào cánh đồng huyện Tranh. Trong 3 ngày lẩn trốn tại đây, Tâm chỉ ăn ổi, uống nước mương để phòng tự ẩn nấp phòng tìm ý định trốn sang biên giới. Tuy nhiên, biết được lực lượng cảnh sát hai tỉnh phối hợp phong tỏa chốt chặn tại cửa khẩu nên Tâm tiếp tục ẩn nấp trong bụi rậm. Đến trưa ngày 9 tháng 1, cảnh sát phát hiện và nhanh chóng bắt giữ được Tâm. Ngày 19 tháng 1, Bộ Quốc phòng cho biết chiếc máy bay quân sự Su-22 vừa gặp tai nạn trên địa bàn Quảng Nam, bên phía Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân. Theo đó, ngày 9 tháng 1, Trung đoàn 929 đã tổ chức bay huấn luyện tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Chiếc máy bay Su-22 có dấu hiệu 5880 do đại úy phi công đội Đức, phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển, cất cánh lúc 11:04 đến 11:14 thì phi công báo máy bay gặp sự cố không thể hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù. Đại úy phi công đội Tiến Đức đã nỗ lực đưa máy bay ra khỏi xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Máy bay bị hư hỏng tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người. Phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Hiện tại Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc. Ngày 19 tháng 1, UBND huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai xác nhận đã phối hợp với lực lượng chức năng huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum tìm thấy anh H 40 tuổi và con gái 10 tuổi trú ở xã Măng Cành, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Vào chiều ngày 7 tháng 1, chị T 36 tuổi đến cơ quan công an trình báo chồng chị là anh H đã đưa con gái đi khỏi nhà nhiều ngày không liên lạc được, không rõ tung tích. Công an huyện Con Plong đã xác minh tìm thông tin hai cha con, qua đó xác định do mâu thuẫn gia đình, anh H đã đưa con gái lên ô tô đi khỏi địa phương từ vài ngày trước. Đến sáng ngày 8 tháng 1, công an đã liên lạc qua điện thoại và liên lạc được với bé gái con này. Bé gái cho biết anh H đang trong tình trạng hôn mê ở trong ô tô, tuy nhiên vị trí cụ thể của hai cha con không rõ. Xung quanh nơi này không có nhà dân, chỉ có rừng cây thông, cây keo. Qua thông tin thu thập được, cơ quan công an đã xác định hai cha con đang ở khu vực huyện Mang Giang hoặc huyện Đắk Tơ, tỉnh Gia Lai, sau đó phối hợp với chính quyền hai huyện này để tìm kiếm. Đến tối 8 tháng 1, lực lượng công an đã tìm thấy anh H và con gái ở ven cánh rừng của huyện Mang Giang. Nơi đây cách nhà anh H chừng hơn 100 km. Khi được phát hiện, anh H đang trong tình trạng hôn mê, bé gái có sức khỏe tốt nhưng tinh thần hoảng loạn. Công an huyện đã đưa hai cha con đến trung tâm y tế huyện Mang Giang để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định anh H bị huyết áp cao, hôn mê do thiếu ăn nhiều ngày. Bé gái 10 tuổi sức khỏe bình thường. Sau khi được thăm khám và truyền nước, anh H đã tỉnh táo hồi phục. Hai cha con đã được đưa về nhà an toàn.